Rồi, chào mấy anh chị nha. Hôm nay em sẽ làm clip sơn chậu tiết cho mấy anh chị coi ha. Hôm nay phối màu là lạ chơi. Phối màu trắng tím thử coi mấy anh chị coi nó nhìn nó có men không hay là nó nhìn nó yếu yếu nữa ha. Thì mình vệ sinh mấy anh chị. Giờ nghe nó đang vệ sinh ha. Vệ sinh xong rồi mình sơn màu nền trắng thôi, xíu mình lấy màu tím mình đánh lên. Giống như cái chậu tròn á, giống như chậu tròn sơn màu sô cô la với màu trắng á. Cái này mình đổi là màu trắng tím thôi. Chậu này là chậu lục giác lùng nha mấy anh chị, lục giác nó 55 lùng. Đó, lục giác 55 lùng thì nó không có cái chân giả. Nó để cái khích rịch dưới luôn, dưới cái đôn luôn. Nhìn nguyên một bộ giống như liền vậy. Hoa văn cây tùng hiện tại nó chỉ có hoa văn cây tùng thôi. Lục giác 55 lùng. Mũ bì 55 mấy anh chị. Cao nó chắc cũng tầm 5 mấy 60 á. Rồi để nghe nó vệ sinh đi mấy anh chị. Rồi giờ sơn màu trắng lấy nền luôn nha mấy anh. Mấy anh kỹ sơn lót kháng kiều như mấy anh. Giờ cuối năm rồi lười quá mấy anh ơi. Sơn phối màu cho mấy anh coi. Đó, ngày em nó lấy màu trắng ra sơn nè. Tại màu trắng ok mấy anh. Mấy anh không lót kiềm này nó dễ bị thấm nhanh phai màu sơn, với lại nó bị hút sơn. Nó bị hút sơn mình phải tốn sơn á. Phải tốn sơn phủ. Đó là nên lót kiềm vô. Màu trắng ok này thì có 99.000 ký thôi mấy anh. Trắng bóng. Đó, chậu thì mình lấy bàn chải nhựa mình chà đàng hoàng nha. Tại cái bàn chải của tụi em mất rồi. Nên là nghe mấy cọ nó quẹt bụi sơ thôi. Rồi, sơn lớp nền là màu trắng. Rồi thổi bụi ra mấy anh. Mình vệ sinh càng kỹ mình sơn nó càng bám bền tốt hơn. Chậu này đổ cũng hơi rổ. Cái bàn nó hơi nghiêng nghiêng quá. Thôi kệ đi. Qua năm đổ lại tấm khác. Tấm này nó mò. Đó, sơn màu trắng lên nha mấy anh. Trắng thì nó trắng tinh thôi mấy anh. Sơn hai lớp, màu trắng sơn hai lớp. Tại không có lót kháng kiềm nên nó hút. Đi hai lớp nó mới lót hết hẳn. Với lại chậu sơn màu trắng nó dễ bị lỗi lắm. Cái chậu mà rổ á, sơn nó lòi lỗi ra hết à. Nên mấy anh hạn chế sơn màu sáng. Quên kêu em sơn cái chân làm quái gì. Xíu nữa cái chân sơn màu tím. Phối màu tím đẹp không ta, trắng tím đẹp không ta. Hay là nó hơi bd ta. Thôi kệ bà đi phối luôn, coi thử mấy anh. Coi coi nhìn nó ok. Rồi xíu nó khô để cho nó khô hẳn đi mấy anh, để tầm 2 tiếng sau cho nó khô hẳn rồi mình lấy màu tím mình đánh ra ngoài giống như bữa sơn cái chậu tròn đó. Rồi, ok mấy anh, để cho màu trắng nó khô giờ mình lấy màu tím mình sơn lên nè mấy anh. Thì cái chân nó mấy anh có mấy cái hoa văn dưới đó, mấy anh có thể lấy mút đánh cho nó còn chỉ trắng dưới cũng đẹp. Mà thôi em lười mà, cũng lười nên là em kêu nghe nó bụp luôn cái chân cho khỏe. Dựa trên dưới là giữa tô nhũ vàng thôi cho nó đẹp. Rồi, ok, hút màu tím lên đi. Này là màu tím nha mấy anh, màu tím sơn chậu kiện hình nước con cây nha. Chơi màu trắng tím thôi, xíu mình phối nhũ vàng nữa. Màu trắng thường này nó khác màu trắng ceramic nha mấy anh. Nhìn nó là cùng tông màu trắng nhưng mà ceramic nó khác hơn, nó trắng đục hơn xíu, với lại màu trắng ceramic là trắng sứ á. Nó có độ đanh màng sơn mấy anh, nó có độ trơn màng sơn. Còn trắng này nó không có trơn bằng trắng ceramic, nên là nó không có giống sứ. Trắng ceramic nó trơn á, nên nó mới giống sứ. Tại trắng kia là trắng sứ. Trắng này trắng thường thôi, trắng này rẻ hơn, trắng ceramic mắc lắm. Trắng ceramic 139.000 ký lận. Nó để làm giả sứ mà, nó trơn như sứ. Cái này đánh chủ yếu là hoa văn kia thôi, còn mấy chỗ nào ấy lấy cọ tô cho lẹ mà. Đó, vậy cho lẹ. Lâu lâu phó nhiều màu cho anh coi thôi. Tí nữa mấy bà kiếm mua. Rồi mình cứ đánh đều hết mấy mặt, nó lắp hết là được rồi nha mấy anh. Lắp kỹ hết là đẹp. Đi qua nước đi, xíu đi lại nó mới lắp được. Và lên nền trắng này nó trơn, nền sơn ok nó trơn. Là màu trắng nó khó lắp màu lắm. Dưới cái cọ nó dễ.
Cái chân mấy anh muốn sơn với em thì khỏi sơn màu trắng nữa, hao sơn nha, sơn trực tiếp màu tím lên luôn. Còn muốn mà cho nó có mấy cái lằn dưới nó còn trắng trắng thì mình sơn màu trắng, mình đánh lấy mút đánh nhẹ thôi. Lâu lâu nghịch màu cho mấy anh coi á, mà nghịch tùm lum màu vậy, tại vì màu sắc khó nói lắm, mỗi người thích mỗi kiểu màu mấy anh, đó là tùy mình thích màu nào mình sơn thôi. Với lại nó hợp với cây mình không nữa, mình sơn xong mình trồng cây vô nó có hợp không nữa, là mấy cái đó mấy anh tự tham khảo thôi. Thế kia màu nào đẹp thì em cũng thua, tại màu nào cũng sơn hết á. Em làm tới mấy trăm clip rồi nên là màu nào cũng sơn rồi mà. Giờ mình dặm là những chỗ nào nó sót thôi mà, nó chưa lắp hết nền trắng mình dặm là cho nó đẹp, đừng để cho nó bị sọc. Rồi mình sơn bằng cọ mà. Màu này thì nổi lắm, sơn kiểu này nó nổi lắm. Sơn kiểu này áp dụng trang trí mấy quán cà phê rồi được, mấy chỗ mà cần màu sắc nhiều á, nổi á được. Quán cà phê, quán trà sữa, mấy chỗ mà đông người á, công cộng á, vui chơi giải trí rồi á thì sơn mấy màu nổi nổi này gây sự chú ý thì được. Cái nhà mình chơi nó hơi nổi. Nói chung là em cũng sơn thử, phối thử nhiều màu với nhau, có màu nào hợp với nhau á thì cho mấy anh tham khảo thôi. Tô nhũ vàng vô là xong rồi nha mấy anh. Tô nhũ vàng nhấn cái hoa văn lên mấy anh. Em nó xài nhũ vàng 24k dứt ben. Tôi nhủ xong rồi mấy anh chị, sang dầu cho mấy anh chị coi nha. Đó, phối kiểu này nhìn cũng được mấy anh chị, nó lạ mắt ha, tím trắng nhũ vàng nhìn nó lạ mắt. Lâu mình đổi kiểu đi mấy anh chị, lâu lâu mình đổi mình làm thử đi mấy anh chị. Cái chậu nào mấy anh chị có chỉ gấm dưới sơn chỗ này nó còn đẹp nữa, giống chậu tròn á. Chậu này nó không có chỉ gấm nữa, nó không có nổi bằng cái chậu kia, bằng chậu tròn rồi. Ok thì giờ mấy anh chị thích thì phủ thêm cái ống nước vô, còn không thì thôi cũng được. Thì xài sân nước hệ cao cấp ok, nó có độ bóng sẵn rồi. Mình thích thì mình phủ, không thích thì thôi cũng được, không sao hết. Nó vẫn bền màu và nó vẫn có độ bóng tương đối rồi. Phủ cây ống nước vô thì xài super clear phủ mỏng thôi. Ok thì mấy anh chị phủ cũng được, nhưng mà nên dùng cho sân giá rẻ. Còn xài cao cấp thì nên xài super clear luôn. Rồi anh chị nào thích làm chậu kiểu này thì sơn theo kiểu này của em. Lâu lâu mình đổi màu thôi mấy anh chị. Rồi em cảm ơn mọi người theo dõi video này của em nha.